À, dạ cô ơi, khi mà dán cao dán chữa tắc tia sữa Annan hả cô, thì cao có đảm bảo khỏi hay không, và cái tác dụng khi mà dán cao thì sẽ như thế nào ạ? Cái keo ở bên cô này này là cô nói với con là mình dán vào từ 1 đến 2 tiếng, 2 3 tiếng là nó sẽ hết đau hết sốt con nha. Nó hết đau hết sốt, nó không còn đau còn sốt nữa. Và con để khi nào mà nó khỏi hoàn toàn thì gửi ra nha. Còn có ảnh hưởng đến tình trạng tuyến sữa không cô? Tại Không. vì con sợ là khi mà dán sẽ ảnh hưởng đến tuyến sữa. Không. Cái keo này nó là cái thảo dược thôi chứ nó không có cái gì mà ảnh hưởng đến tuyến sữa. Cho nên là khi dán vào con vẫn cho em bé bú bình thường, không có ảnh hưởng đến tuyến sữa. Còn tuyến sữa là nó do Còn cái có bị mất sữa không cô? cái mất sữa là không phải là do keo con. Đây cái sữa, cái keo này nó chỉ có cái nhiệm vụ là làm thông tuyến sữa cho con chứ không phải làm mất sữa của con. Còn khi mà nó thông tuyến sữa rồi thì là do con ăn uống rồi, tất cả các cái chất ăn uống dinh dưỡng nó sẽ đẩy ra và nó theo nguồn sữa chứ không phải là tự cao hoặc là mất sữa gì cho con, Dạ, nên không có ảnh hưởng gì hết. dạ khi mà dán cao thì có ảnh hưởng đến làn da không cô? Không, cái riêng cái keo này nó là thảo dược, nó không có ảnh hưởng đến làn da của con. Chỉ trừ trường hợp cô nói thế này là có những trường hợp mình dán lâu quá 3 4 ngày hay 2 3 ngày á, thì khi con thường thường con biết nè, cái keo này nó vào cái vùng da nó mít cái hơi nặng, nó mít cái chân lông nè, thì đôi khi nó có thể là nó làm cho mình hơi ngứa lăn tăn. Thì nó ngứa lăn tăn con có thể là cầm cái tay mình hãy chấm 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 một hai cái nó hết, nó không còn ngứa nữa. Còn khi mình gỡ ra nếu mà con cảm nhận thấy nó hơi đỏ hoặc nó hơi sẩn những cái mụn li ti, con kệ nó một hai ngày nó sẽ khỏi hoàn toàn, thì nó không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe, không ảnh hưởng gì đến da chứ gì đâu nhá, nên là Dạ, an tâm. cô ơi, khi mà tháo ra thì thường khi mà sử dụng nó dính chặt cho da lắm, thì cách tháo ra để tháo ra thì như thế nào cho nó dễ cô? Thì thường thường cái keo ở bên này thì nó phải, nói chung là nó phải dẻo thì nó mới bám vào da được, còn nếu mà nó khô thì nó lại không bám được. Thế nên là cô hướng dẫn đến trường hợp nào mà khi mà nhận được keo nó hơi khô thì các con có thể là làm hơ hoặc là làm cái gì cho vào cái gì ấm để cho nó dẻo ra, để mà mình dán vào phần da để cho nó ăn. Còn cái thứ nhất, cái thứ hai mà khi con tháo mà nó còn bám vào trong da thì mình có thể là lấy tí kem đánh răng hoặc là dùng vào cái bông con có thể chùi đi cho cô nha, chứ không có ảnh hưởng gì hết. Dạ rồi, con cảm ơn cô ạ. Ừ, rồi cô chào con.